Rồi Cường xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Lâu rồi Cường ít ra video, mong cô chú anh chị thông cảm cho Cường nha. Tại dạo này Cường ít đi bắt cá cô chú anh chị. Hôm nay là bắt cá chê nha. Đây là cá chê. Giờ bỏ vô đây rộng lại nè cô chú anh chị. Rộng lại trong đây một tí nữa xe lên mới bắt nha. Đây là cá chê miên. Dèo này phải tầm 4-5 tấn cá chê nha. Thì cô chú anh chị nào mà thấy video bắt cá của tụi em hay á thì cho tụi em một like, một lượt đăng ký nha. Cá chê này là cá chê đi miên nha cô chú anh chị. Quá trời cá chê luôn. Giờ đang chờ xe còn rảnh rỗi công việc á. Cường xuống đây cường quay cho cô chú anh chị xem. Ở quyệt dèo cá chê luôn, khủng không? Chê không? Tuyệt đối là cá chê. Cá chê hơi bị nhiều luôn. Nhiều con mà cũng nhiều tấn nữa. Đặt cá luôn cô chú anh chị. Đầu này cũng quá trời cá luôn. Nguyên một cái lưới dài luôn à. Chỗ này nó cạn. Cường mới vừa nói cá nó vậy nó chạy ào ào luôn. Chỗ này nó cạn cá nó nổi nhiều của chú chị. Cái lưới này dài mấy mét đó cô chú anh chị, 5-6 mét gì mà cá đặc luôn nè. Chỉ có một loại cá thôi nha cô chú anh chị, cá chê.